những thiết kế rất là quái đản luôn. Ồ, đây cái rễ cây mà người ta chế, người ta điêu khắc lại thành một hình một mặt người đây. Đó, đây là rễ cây này. Đây, đây là cái khèn này. Đó, làm từ cái hồ lô này. Đây. Quá ghê. Cái gì đây? Đây này, khèn này, đây mới đúng cái khèn này. Đó, có chữ khèn này, khèn. Để thổi á. Quá ghê. Đèn Longwood. Wow, thấy chưa mọi người? Những thứ phim này là những thứ phim độc quyền không ai có. Chấn động từ kênh 25 Phạm Giám Đốc, chấn động C. Đây, chúng ta cùng tiếp tục khám phá nữa. Ta cùng đi tiến vào bên trong khu cấp địa. À, đây có rất là nhiều những cái trống to nhỏ, từ nhỏ đến to này. Quá nhiều trống luôn này. Đây là có cái trống. Những cái trống từ nhỏ đến to. Trống đủ loại, cái cỡ đủ loại. Đây này, đó. Đây, mọi người thích du lịch, nè, tới đây rất là nhiều luôn nè. Đúng rồi. Hello mọi người đi, hello mọi người nhé. Đúng rồi, hãy đăng ký cho kênh Hải Lâm Phạm Vlog nhé. Hello mọi người. Chúc mọi người một năm mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và Valentine thì chúc mấy bạn nữ ở đây có một luôn xinh đẹp đi. Ok, xinh đẹp. Cả gia đình đều đi chơi vui vẻ luôn này, rất đông luôn. Rồi chúng ta cùng đi tiếp hành trình. Mọi người, chúng ta đã có những trải nghiệm thú vị trong những video clip ngày hôm nay. Đây cuối con đường rồi mọi người. Đây cuối con đường rồi. Đây có hàng rào cuối con đường này. Để chúng ta đi tiếp. À, bên đây có cái gì đây?